vào ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2023 tới đây tại công viên Khánh Hội quận 4 sẽ diễn ra ngày hội sống xanh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi. Ngày hội do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ngày hội sống xanh năm nay có sự tham gia của 32 doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực với 47 gian hàng triển lãm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý, tái chế chất thải, các dự án, chương trình bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các mô hình kinh tế tuần hoàn đối với rác thải nhựa trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, ngày hội cũng tổ chức hoạt động thu gom chất thải nguy hại, chất thải điện tử từ hộ gia đình, thu gom các loại chất thải có thể tái chế, các sân chơi thực hành sống xanh để người dân, các em thiếu nhi có thể trực tiếp tham gia, qua đó tìm hiểu và thực hành các giải pháp tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động tháng hành động vì môi trường năm 2023 với chủ đề giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trao tặng giải thưởng môi trường thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4, trao giải cho 30 công trình xuất sắc của hội thi xây dựng công trình sạch, xanh, thân thiện với môi trường tại khu dân cư.